cứ tối tối nằm là ngồi dậy đập đầu vô tường, đập đầu xuống đất, mà đập theo kiểu như là đang quỳ lại á chú, đang kiểu đang xin lỗi ai á, cứ đập đầu xuống, đập đến tới sáng mới thôi. Con đi lên xem thử, không thấy ai hết, mà cái xe mô hình nó cứ chạy 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 ta ra dưới đây nè. Khi cái xe nó chạy ra đúng không, thì con cất cái xe để lên lại cái thùng đồ chơi. Nhưng con vừa quay đi, tầm đâu một tuần sau á, thì con được mẹ con nói là hai đứa bạn con, nó trong lúc đi chơi thì nó bị kiểu